Rồi Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsan Kim Sơn thân mời mình ghé giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa, nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 381. 381 là một cây sam núi. Trái luôn nha cả nhà, cây trái luôn nha. Nè, đang đầu trái luôn nè. Đợt này là 100% rồi, mình yên tâm luôn nha. Cây này thì lên một cái khay tiểu cảnh. Đó, có đá, có ông này là ông Tiều Phu đang nằm nghỉ ngơi dưới tán cây. Rất là đã luôn nha. Đó, gì thì mát quá vậy chứ. Góc thư giãn rất là tuyệt vời. Cây này có hoành là 6, cây cao 30, tán rộng là 45. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2.200k bao ship. Có chậu luôn nha. Tiểu cảnh sam núi trái, cây rất là già thành phẩm rồi nha. Nó rêu rong rêu đồ rất là đã luôn, mát rượi luôn nha. Rong rêu mát rượi luôn. 2.200k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua tác phẩm này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 382. 382 là một cây găng vàng hay còn gọi là găng tu hú nha, lũ thép VIP luôn. Cây này thân xoắn rất là đẹp. Cây này có cái hoành đo được ngay chỗ này là 30, cây cao là 50. Đang nằm cái chậu tàu lọt lòng là 21 nha cả nhà. Này, lên rêu rồi cho em nó rất là đã luôn. Xanh tốt, gặp trời mưa đây nữa thì bao đẹp luôn. Này. Hóc lũ rất là đẹp. Cây này thì tuyệt vời rồi, mình làm form thiên nhiên. Nó sẽ có xanh, có khô, có xanh, có khô, rất là đã. Nè, lắc lượng nè. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu là 1.500k bao ship luôn chậu nha. 1.500k bao ship luôn chậu. Là một cây găng vàng siêu lũ, thân xoắn, lũ âm thân, rất là đẹp, tự nhiên luôn, chưa tác động máy móc gì luôn nha. 1.500k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 383. 383 là một cây hải châu hai thân chung cốt lắc lượng luôn nha. Cái này mình dựng cái cây nó lại tí xíu nữa là ok luôn. Này. Dựng đó, dựng lại như này. Đó là ok, bao đẹp luôn nha. Cây sống khỏe rồi. Lắc lượng. Cây này có hoành 10, cái hoành thân chính là 10, cây cao là 80. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.000k bao ship luôn nha. 1.000k bao ship. Cây sống khỏe rồi, yên tâm rồi nha. Cái này là khỏi sợ tỷ lệ 50-50 vậy luôn. Này về mình chỉ cần nuôi thêm tạo tán là ok thôi. Chờ đậu trái nữa là mời chim tới. Rất là đẹp. Thân lắc lượng luôn nha. Rất là đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu tết tiếp có mã số là 384, là một cụm hải châu lá nhỏ sống khỏe luôn nha. Cụm liền cốt đế trải luôn nè. Sống khỏe rồi, mình yên tâm rồi. Không phải sợ rủi ro nữa nha. Như mấy cây này thì bên nhà vườn đều bao hết nha. Đó, thì nói chung là cây sống khỏe rồi, mình phải bao sống khỏe. Chứ còn mà cây phôi thì chấp nhận 50-50. Rồi cây này có hoành là 40, cây cao 45. Nhà vườn xin giao lưu là 1.100k bao ship luôn nha. 1.100k bao ship. Cây này rất là ok, về mình đánh form thiên nhiên là tuyệt vời luôn.
1100k bao ship. Cái này về mình cứ phân tầng ngang ra thôi, cứ phân ngang ra là ok. Chừng 3 nước thôi là cây nó thành phẩm luôn rồi. Rồi em vừa xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 385. 385 là một cây cóc sống khỏe luôn nha. Cây đế trải trật lắc luôn. Cái này nó giống như hình một con thú luôn nha. Đây nè. Cái này về mình ghép cóc thái vô nữa là ok luôn. Tùm tùm vài cái trái treo nữa là đẹp. Cây này có hoành là 37, cây cao 60. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 900k bao ship luôn nha. 900k bao ship. 900k bao ship là không có đá nha cả nhà. Đá này là mình để dựa cho cái cây nó vững thôi. Nhưng mà cây bây giờ nó vững rồi. Nếu mà ai thích mấy cục đá này thì thêm 100k nha. Tại mấy cái đá này phải mua. 900k bao ship. Cốc rừng nha cả nhà, cái này về mình ghép cốc thái là tuyệt vời luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi cây này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn.